Đến một ngày, ta bỗng muốn yêu một ai đó thật lâu, cùng nắm tay nhau đi qua hết những thăng trầm trong cuộc sống. Tuấn và Hiền đã biết nhau từ thuở còn là sinh viên nơi giảng đường đại học. Trải qua những năm tháng yêu xa với nhiều khó khăn, thử thách, chính những suy nghĩ, những ước mơ và sự đồng điệu của cả hai đã khiến mối gắn kết giữa họ ngày càng thêm bền chặt. Có lẽ kể từ cái khoảnh khắc ta nhận ra ai đó chính là người mà mình mong muốn sánh đôi trong cuộc đời này, thì cũng là lúc những giới hạn của bản thân được dần phá bỏ, dám thực hiện những hoài bão của cuộc đời mình. Nhờ vậy, Tuấn đã có được Hiền, một người bạn đời như ý. Họ đã có với nhau một căn nhà nhỏ, một sự nghiệp ổn định tại xứ cờ hoa, và hơn hết là một nơi chốn để đi về, một tổ ấm đong đầy hạnh phúc. Không để tất cả quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cổng chính của khán phòng và dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón chú rể và con dâu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Là chú rể Duy Tuấn, cô dâu Thái Hiền xin được phép ra mắt và kính chào toàn thể quý vị. Về phía chủ hôn họ nhà trai, ông Nguyễn Văn Sơn và bà Đoàn Ngọc Bích là song thân của chú rể. Ông Nguyễn Văn Hiền và bà Phan Thị Kim Yến là song thân của cô dâu. Cho phép đại gia đình hạnh phúc chúng tôi được ra mắt và kính chào toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, ai trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đều trải qua rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời, và đáng sự tin chắc rằng một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó chính là giây phút tìm được một nửa yêu thương cùng cuộc đời mình, để rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Chú rể và cô dâu sau một khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu, thì ngày hôm nay tình cảm của họ đã chính thức bước sang một trang mới, hạnh phúc hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, và chắc chắn sẽ gắn kết với nhau dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có lẽ đây là giây phút ba má hạnh phúc nhất, bởi vì sau hai anh và con là đứa con gái duy nhất của ba, đứa con gái hết mực yêu thương của ba mẹ. Con đi lập gia đình, ba cảm ơn con Tuấn vì con đã tin và yêu con gái của ba, chọn con gái của ba làm chồng. Chắc chắn con không quên ba gọi là những lời tâm sự khi ba con mình ở bên Cali. Ba đã ngồi nói chuyện với con rất nhiều về con gái của ba, thì ba biết tính của nó, ba biết tất cả, và những lời ba nói chắc con không quên, giờ này ba không nhắc lại. Nhưng ba tin rằng chúng con đã tin nhau, yêu nhau và gắn cuộc đời cho nhau, thì chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ đến với các con như tất cả mọi người chúng ta mong đợi. Ba chúc mừng hai con đã được tọa nguyện những điều mà chúng con mong ước bấy lâu nay. Anh Du Xe Nguyễn Đoàn Duy Tuấn và chị Maria Nguyễn Phan Thái Hiền, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Nguyễn Đoàn Duy Tuấn nhận em Maria Nguyễn Phan Thái Hiền làm vợ của anh. Em Maria Nguyễn Phan Thái Hiền nhận anh Giuse Nguyễn Đoàn Duy Tuấn làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận của anh chị
vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Anh Giuse Nguyễn Đoàn Duy Tuấn xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn tin tưởng vào tụi con, chấp cánh cho tụi con bay rất rất xa. Quan trọng hơn hết là đã toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới của tụi con. Khi tụi con ở nước ngoài thì ở Việt Nam ba mẹ đã không quản ngại đường xa để đi tìm nơi tổ chức tiệc, nơi trang trí nhà, xem xét thực đơn rồi lên danh sách khách mời. Khi tụi con về nước, ba mẹ chào đón, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí cả quần áo và hỗ trợ tụi con hết mình khi tụi con cần. Có những đêm dài, tụi con thấy ba mẹ cặm cụi viết thiệp, liên lạc với họ hàng và khách khứa để rồi ngày hôm sau lại rong ruổi khắp thành phố để gửi đi những tấm thiệp mời. Sau nhiều năm ở nước ngoài, có lẽ chưa bao giờ tụi con lại quý cái khoảng thời gian ở bên cạnh ba mẹ đến như vậy. Cảm ơn ba mẹ, dù sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn luôn yêu thương, lo lắng và cố gắng hết sức để tổ chức một đám cưới vui vẻ và trọn vẹn cho tụi con. Hai vợ chồng con xin hứa sẽ sống thật hạnh phúc để không phụ lòng ba mẹ. Và một lần nữa, ba chúc mừng hai con với những gì hai con mong muốn, và ba tin rằng hai con dù ở xa gia đình, bên đất nước rất là xa, lửa vòng trái đất, nhưng chúng con sẽ hạnh phúc. Và chúng con nhớ rằng bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, ba mẹ và bố mẹ chồng của con luôn luôn có mặt bên chúng con. Hôm nay ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng 1 năm 2024, Hội Nhà Trai đã đưa cháu Duy Tuấn và quý vị quan viên cùng toàn những lễ vật đến với gia đình họ nhà gái chúng ta nay để tổ chức lễ vu quy và xin phép đón dâu về nhà tổ chức lễ thành hôn. Xin quý vị hiện diện dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng.
Kính thưa bà con quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ cưới cho hai cháu Duy Tuấn và Thái Hiền. Trong buổi tiệc hôm nay, hai gia đình chúng tôi xin cảm ơn tất cả bà con quan viên hai họ, tất cả bạn bè trước thềm năm mới. Hai gia đình chúng tôi xin chúc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trong cuộc sống. Chúng con xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị quan khách. Con là chú rể Duy Tuấn, bên cạnh là cô dâu Thái Hiền. Sau một hành trình dài, hôm nay chúng con đã cùng nhau bước đến hôn lễ với nhiều cảm xúc. Lời cảm ơn đầu tiên xin cho chúng con gửi đến quý họ hàng nội ngoại, quý thầy cô, anh chị và những người bạn đã dành thời gian quý báu đến để đến dự ngày chung vui của chúng con ngày hôm nay. Tính đến bây giờ, tụi con đã bôn ba ở nước ngoài được hơn 8 năm. Khoảng thời gian đó, ai cũng có những cái ước mơ và mục tiêu riêng và bộn về với cuộc sống. Nhưng khi nghe tin chúng con tổ chức đám cưới, thì dù chỉ có một lời mời đơn giản thôi, mọi người vẫn xuất hiện đông đủ. Cho nên chúng con rất lấy lòng biết ơn tình cảm của mọi người. Nếu bữa tiệc có gì thiếu sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Hy vọng mọi người có một bữa tối thật vui, dùng bữa thật ngon và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Và kính thưa quý vị, giờ đây xin mời toàn thể quý vị hãy cùng rót đầy ly của mình, nâng thật cao ly và hò to sau 3 tiếng đếm của Đăng Siêu để chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chú rể và cô dâu nhé. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3.